Hoàng Vy xin kính chào quý vị đang đến với chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 và xin kính chúc quý vị có một cuối tuần an lành. Thưa quý vị, chỉ có một ngày trước khi diễn ra bầu cử sơ bộ ở South Carolina giữa các ứng cử viên trong đảng Cộng Hòa, quý vị biết là cho đến hiện nay còn một nữ nhân duy nhất và là ứng cử viên cứng đầu cứng cổ nhất, đó là bà Nikki Haley vẫn còn chọi lại với ông Trump. Và dù là rất nhiều những áp lực khác nhau, bà Nikki Haley vẫn cương quyết là không có bỏ cuộc và đòi là đi đến đường cùng và night is still young như nhiều lần chúng tôi có thưa. Và ngay một ngày trước khi bầu cử sơ bộ diễn ra ở tiểu bang này, nơi sân nhà của bà Nikki, và là vào ngày thứ bảy của tuần weekend này đây thưa quý vị, thì bà mới đưa ra những câu xanh rờn như thế này. Bà nói là ông Trump sẽ không bao giờ thắng cái cuộc tổng tuyển cử bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm nay. Hãy nhớ lấy lời tôi cam kết như vậy. Quý vị có thể bầu cử cho ông Trump trong bất kỳ một cái cuộc bầu cử sơ bộ nào, nhưng mà chắc chắn một điều rằng ông ấy sẽ không có thắng nếu như mà so găng với ông Biden. Một là quý vị sẽ có tổng thống nữ trong nước Mỹ, tổng thống nữ đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Đó có thể là Nikki Haley, là tôi đây, hoặc là bà Kamala Harris. Còn không, nếu quý vị chọn ông Trump đại diện cho đảng Cộng Hòa, thì chắc chắn ông ấy và đảng Cộng Hòa sẽ thua một cách xính vĩnh. Đó là lời Nikki Haley, và bà ấy nói rằng xin hãy nhớ kỹ cái lời tôi. Và nếu như chuyện đó thực sự sẽ xảy ra, thì cử tri Cộng Hòa chớ có oán trách, chớ có than vang là cái cuộc bầu cử tháng 11 năm nay sẽ đi theo hướng quý vị không muốn, đó là sẽ có nữ tổng thống là bà Kamala Harris. Bằng một cái lời phát biểu như thế này với lại ký giả Jack Tapper ở trên CNN, Nikki Haley muốn tuyên bố một mũi tên bắn hai con chim. Một là cử tri Cộng Hòa hãy rất là cân vân khi mà bỏ lá phiếu trong cái cuộc bầu cử sơ bộ, đặc biệt là ở South Carolina vào thứ bảy tuần này, rằng không chọn ông Trump, bởi vì nếu ông mà có được chọn thì ông cũng sẽ không thắng nổi ông Biden. Hai là cử tri Mỹ cũng hãy nên chú ý, đặc biệt là cử tri Dân Chủ và cử tri Độc Lập, là ông Biden cũng quá cao tuổi. Nếu như ông Biden có thắng ông Trump, thì sau đó ông cũng sẽ không đi hết được nhiệm kỳ thứ hai, mà bà Kamala Harris sẽ lên thay, và nước Mỹ cuối cùng cũng sẽ có một nữ tổng thống. Đó là lời tuyên đoán của bà Nikki Haley. Và bà nói rằng là hiện nay bà sẽ không bỏ cuộc và thậm chí là bà sẽ dồn tất cả những cái tiền bạc mà bà gây quỹ có được đó để mà cho những cái quảng cáo truyền hình. Nó không chỉ là ở mức dừng lại ở số tiền là 6 con số nữa, mà sẽ là 7 con số. Không rõ là cụ thể số tiền bao nhiêu, nhưng Nikki Haley nói là bà sẽ đi cho đến cùng, đến cái cuộc bầu cử Tuesday, Super Tuesday vào tháng 3 để mà quyết đấu với lại cựu tổng thống 45. Và những cái bản thăm dò gần đây cho thấy là ông Trump vẫn dẫn trước Nikki Haley, dẫu cho ở sân nào đi nữa hay là sân nhà của bà thì ông vẫn dẫn trước là 64%. Còn bà Nikki Haley hiện nay theo những bản thăm dò thì được cho là có được 33%. Thưa quý vị, chúng ta chờ xem là sau cái cuối tuần này thì cái kết quả bầu cử sơ bộ ở sân nhà của bà Nikki sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng mà nó có một cái chi tiết thế này thưa quý vị. Trong tuần này, Nikki cũng có những cái lời tuyên bố rất là chém đá chặt sắt. Ví dụ như vào hôm thứ Ba, bà nói rằng bà không có bỏ cuộc. Nikki nói rằng tôi chẳng có cái nhu cầu gì là đi kiss the ring của ông Trump. Tôi chẳng cần phải hôn lên chúa tể những chiếc nhẫn đó như những người khác đã làm. Có rất nhiều người đã ra tuyên bố là làm dữ làm dằn lắm, nhưng rồi sau đó bỏ cuộc chơi, rồi quay ra là ủng hộ ông Trump, thậm chí là còn quỳ gối, còn hôn lên chiếc nhẫn của ông Trump. Tôi không có nhu cầu đó. Tôi không có nhu cầu đứng phó và tôi cũng chẳng có cái nhu cầu để mà phải làm điều đó với ông Trump. Ngay lập tức thưa quý vị, những người mà ủng hộ bà Nikki Haley, những người mong nhìn thấy có một vị tổng thống Cộng Hòa thay cho 4 năm nhiệm kỳ của tổng thống Dân Chủ, nhưng mà ngao ngán với lại ông Trump bởi vì có quá nhiều kịch tính, người ta vỗ tay rao 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 rao.
thì người phát ngôn viên của chiến dịch tranh cử của bên phía ông Trump là ông Steve Chung lập tức có cái đòn phản pháo với cái lời phát biểu này và cho là ok, bà đâu có cần phải kiss the ring, đâu có cần phải hôn lên chiếc nhẫn của ông Trump, bà hãy chờ để kiss the ass đi. Và ngay lập tức dân tình quan sát cái câu phát biểu này, họ cảm thấy sững sờ thưa quý vị, nhưng mà họ không ngạc nhiên. Và họ nói là ông Trump có những cái lời phát biểu rất là nặng nề, thì thầy nào thì trò nấy, người phát ngôn viên của ông cũng sẵn sàng có những cái lời để mà xúc phạm một người phụ nữ như vậy. Hãy đi kiss the ass đi. Và phát ngôn viên của bà Nikki Haley thì cũng đốt chát và nói ông Trump tính là sẽ thắng lại cái dàn cử tri nữ bằng cái cách những cái phát ngôn như thế này hay sao? Nếu mà như thế này thì chắc chắn là trong thời gian sắp tới chỉ có những cử tri ở nông thôn và không có trình độ cao mới bỏ phiếu cho những nhân vật như thế này mà thôi. Đó là màn đốt chát của hai người phát ngôn viên, của hai ứng cử viên là Nikki Haley và Donald Trump thưa quý vị. Và chúng ta chờ xem là giữa đảng Cộng Hòa cuối cùng thì bà Nikki Haley sẽ trụ được đến bao lâu. Nhưng mà xét về cái cuộc tổng tuyển cử, và như chúng tôi đã từng thưa quý vị rằng phần nhiều và nếu không có gì thay đổi vào giờ chót thì ông Trump và ông Biden sẽ là so găng với nhau. Thì có một cái thông tin mà chúng tôi đọc thấy ngay chính tờ báo local, ngay địa phương ở nhà nơi Mar-a-Lago của ông Trump đang ở đó, thì tờ Palm Beach Post họ đã viết một cái bài xã luận vào hôm ngày thứ Sáu và họ đã đưa ra một cái dự đoán họ cho là Joe Biden sẽ thắng cử nếu như ông Trump đại diện cho đảng Cộng Hòa. Quý vị biết là ở Florida và ngay cái vùng Palm Beach đó, là cử tri Cộng Hòa rất là dày đặc. Nhưng mà tờ báo địa phương này cũng sẵn sàng đưa ra cái dự đoán như vậy. Và họ nói là nếu như mà ông Trump có một cái nhiệm kỳ thứ hai á, thì nước Mỹ sẽ rơi vào một cái thảm cảnh rất là đáng sợ và đặc biệt là nguy hiểm đối với nền dân chủ. Đó là nhận định của một tờ báo local. Nhưng mà những cái bản thăm dò khác thì sao? Trên tờ Newsweek, chúng tôi đọc được một cái dự đoán của một cái tổ chức chuyên đưa ra những cái về cuộc bầu cử đó thưa quý vị. Đó là Decision Desk HQ, là cũng phối hợp với lại The Hill. Thì họ mới đưa ra dự đoán như thế này. Căn cứ vô tình hình hiện tại về cả những cái vấn đề nổi bật hiện nay ở trong nước Mỹ và cả những cái xung đột trên thế giới, từ cái cuộc chiến tranh Nga-Ukraine hay cả vùng xung đột ở Trung Đông, họ nhận thấy rằng là ông Tổng thống Biden nhận được những cái sự ủng hộ và những cái sự phản đối của cử tri. Và nếu như tình hình cứ như thế này và đi đến tháng 11 không có gì thay đổi, thì theo tổ chức này dự đoán ông Trump, và dựa trên cái bản đồ bầu cử hiện nay đó, ông Trump sẽ phần lớn là sẽ thắng ông Biden, thắng một cách giòn giả và thậm chí ông có thể là vượt qua cái mức cử tri đoàn cần thiết để có thể trở thành tổng thống nhiệm kỳ 2. Quý vị biết là theo luật thì chỉ cần có 270 phiếu đại cử tri đoàn là có thể thành chủ nhân của tòa Bạch Ốc. Nhưng mà ông Trump, theo cái tổ chức này, họ dự đoán, họ nói rằng có thể ông còn được cả 312 phiếu đại cử tri đoàn. Đây là con số lớn nhất kể từ thời ông Bush cha, từ năm 1988, đã thắng rất giòn giả và có được tới 426 phiếu cử tri đoàn. Và nay, đến ông Trump sẽ có thể đạt được điều đó. Thậm chí là một số những cái tiểu bang chiến trường, ví dụ như là Michigan, Pennsylvania hay Wisconsin, họ cho là ông Biden đã thắng rất là sức sao ở những tiểu bang chiến trường này. Thì năm nay người ta sẽ không nhìn thấy cái điều đó, mà sẽ thấy là cử tri độc lập ở những tiểu bang chiến trường sẽ bầu cho cựu Tổng thống Donald Trump. Một trong những cái vấn đề mà những cái chuyên gia về bầu cử họ lo ngại đó là tình hình cử tri, và đặc biệt là cử tri trẻ. Họ cảm thấy giận dữ với lại đương kim Tổng thống trong những chính sách liên quan đến xung đột ở Trung Đông, không có bảo vệ những thường dân ở Palestine. Đó là một trong những cái ý, và họ nói rằng á, những cái tiểu bang này dân chủ đã từng tự hào là có thể xây dựng những thành trì, những tiểu bang xanh, nhưng mà trong cuộc bầu cử này sẽ biến những cái tiểu bang mà dao động như thế này và sẽ bầu cho ông Trump. Đó là một lời cảnh báo rất là đáng lo ngại, bởi vì nếu mà bà Hillary Clinton bà không thua tại những cái tiểu bang này
năm 2016 thì có thể nước Mỹ đã không có tổng thống 45 là Donald Trump. Và nếu như ông Biden không thắng tại những tiểu bang này năm 2020 thì chắc có lẽ ông Trump đã có nhiệm kỳ 2. Nhưng mà nay theo cái lời cảnh báo của tổ chức này thì họ nói là nó gửi một cái tín hiệu rất là đáng lo ngại cho chính ông đương kim tổng thống Biden. Ông phải nhìn lại những cái chính sách, trong đó đến những cái chiến sự của Trung Đông hay là cả cái vùng những cái viện trợ cho Ukraine để có thể định hình, và trong đó có cả vấn đề về nhập cư, thưa quý vị. Thì đó cũng chỉ là những cái thăm dò, và như nhiều lần chúng tôi thưa, từ đây cho đến ngày 5 tháng 11 chắc chắn là còn rất nhiều những cái sự kiện xảy ra và sẽ có nhiều kịch tính. Dẫu là hai nhân vật thì rất ứng cử viên Dân Chủ và Cộng Hòa thì khá là củ mềm đối với cử tri của nước Mỹ. Và riêng về phần ông Trump, thưa quý vị, thì trong tuần này khi mà ông đi vận động tranh cử thì mọi người cứ thắc mắc và hỏi là cựu đệ nhất phu nhân Melania hiện nay đang ở đâu. Người ta nhìn thấy ông Biden ngay cả trong tuần này, vào ngày thứ hai, ông đến California, ông đến Los Angeles để mà vận động tranh cử. Và người ta cũng nhìn thấy từ bà phó tổng thống Kamala Harris, rồi đệ nhất phu nhân Jill Biden tỏa đi các hướng để mà cùng gây quỹ và cùng thực hiện trong cái chiến dịch tranh cử của ông Biden. Vậy mà ông Donald Trump vẫn một mình lẻ bóng trên các cái chặng đường xa, đi đến các cái tiểu bang, để mà từ Iowa đến New Hampshire, rồi South Carolina, rồi xuất hiện trên các cái cuộc phỏng vấn khắp nơi, nhưng chỉ là một mình một ngựa và hoàn toàn thiếu vắng hình ảnh của cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump. Ông Trump đã trả lời như thế này vào ngày hôm thứ Năm. Ông nói là, chắc chắn là trong thời gian sắp tới, bà nhà của tôi sẽ xuất hiện. Bà ấy là một người đã từng rất là nổi tiếng và rất là thành công. Mọi người biết rồi đó, Melania là một người mẫu, thành công, nổi tiếng và nói được nhiều thứ tiếng và rất là thông minh. Nhưng mà bà ấy cũng là một người rất là private, có một cái đời sống rất là riêng tư. Những đệ nhất phu nhân khác á nha, họ sẽ upset nếu như mà chồng mình không có giới thiệu mình ra công luận. Nhưng mà đối với Melania thì bà ấy thì mong muốn khác. Bà ấy chỉ muốn có một cái đời sống kín kẽ mà thôi. Nhưng nếu như làm chuyện gì cần làm, đặc biệt là ủng hộ tôi trên cái con đường vào tòa Bạch Ốc của năm sau, thì chắc chắn Melania sẽ xuất hiện. Đó là cái lời cam kết của ông Trump. Tuy nhiên, những cái dấu hỏi lớn vẫn thường được đặt ra trong suốt cái thời gian từ lúc mà ông Trump tuyên bố là ra tranh cử vào ngày 15 tháng 11 của năm ngoái, chắc quý vị còn nhớ. Người ta thường đặt câu hỏi là Melania đâu rồi? Thậm chí là những đối thủ chính trị trong đảng Cộng Hòa của ông như Ron DeSantis đã chừng chạy hẳn một cái chiến dịch và thuê trực thăng đó cầm những cái banner, những cái poster và có những cái dòng chữ là Melania đâu rồi? Chúng tôi hoàn toàn không thấy bà ấy ở đâu cả. Người ta cũng không thấy bà xuất hiện trong những cái phiên tòa để mà ủng hộ và giúp đỡ cho chồng trong những cái lúc mà ông phải ra đối diện vừa pháp lý và đối diện với cả công luận. Thì nhắc về cựu đệ nhất phu nhân, nhiều người cho rằng có thể trong cái phiên tòa mà về hồ sơ gian lận tài chính ở New York, khi mà ông Trump cùng hai người con trai của mình, Eric Trump và Trump Jr. đã bị tòa cấm không cho lãnh đạo bất kỳ một cái công ty tài chính hoạt động trong ngành bất động sản. Ông Trump là 3 năm, còn hai cậu con trai là 5 năm. Thì nhiều người cho rằng có thể sắp tới cái sự lãnh đạo của Trump Organization nhiều phần là sẽ trao về tay của bà Melania và cả cô con gái rượu Ivanka Trump. Melania thì có với ông Trump có chung một người con là Barron, và chắc chắn là từ cái sự kiện này bà sẽ phải bước tới, tiến tới để mà lãnh đạo tập đoàn thay cho ông chồng. Không biết là điều đó có xảy ra hay không, nhưng mà nhiều người quan sát thì họ đưa ra những cái dự đoán như vậy. Đối với Ivanka Trump, cô đã từng thể hiện cái vai trò là cố vấn đặc biệt của ông Trump trong tòa Bạch Ốc và cũng có nhiều vai trò lãnh đạo Trump Organization trong suốt cái thời gian vừa qua. Quý vị biết là vào thứ Sáu tuần vừa rồi đó, khi mà ông Egoron ông đưa ra phán quyết là buộc ông Trump phải đóng cái mức án phạt gần 355 triệu đô la Mỹ. Ông đưa ra những cái lời lẽ chỉ trích rất là nặng nề và cho là cái sự gian lận của công ty Trump Organization á, nó lộ liễu quá, nó kéo dài quá và nó không có chối bỏ được với bằng chứng nó rõ ràng quá. Nhưng có một chi tiết mà truyền thông ít nhắc tới, đó là ông Egoron
cũng có chỉ trích cô Ivanka Trump. Ông nói rằng lạ lùng một điều là những cái bằng chứng cho thấy là cái sự can dự của Ivanka vô những cái chuyện mà lãnh đạo đối với tập đoàn rất là nhiều. Những cái biên bản về tài chính có cả chữ ký của Ivanka Trump rất là nhiều. Vậy mà khi bước ra tòa với vai trò là nhân chứng, Ivanka không bị tiểu bang New York kiện trong cái hồ sơ này, thì cô ấy lại cho là cô ấy không nhớ gì hết, không nhớ dù một sự kiện nào hết, và rằng cô ấy không có liên quan. Cô ấy phủi tay toàn bộ cái trách nhiệm liên quan đến Trump Organization. Đó là lời chỉ trích của ông chánh án Egoron khi ông đưa ra cái phán quyết về cái mức án phạt liên quan đến cái câu chuyện gian lận tài chính của New York. Và sau ít phút dành cho thương mại, Hoàng Vy xin phép được trở lại với những cái tin tức rất là hấp dẫn liên quan đến tình hình chính trị và thời sự của nước Mỹ. Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5. Và thưa quý vị, chúng tôi đọc thấy một cái bài báo như thế này ở trên Business Insider, và phải nói là đây là một cái bài báo để mà cảnh giác mọi người cần phải cẩn thận hơn trong cái thời buổi hiện nay nhập thật giả lẫn lộn và rất nhiều những cái chiêu trò lừa đảo để mà kiếm tiền. Trong chương trình sự kiện kỳ trước, chúng tôi có đưa ra cái lời cảnh báo là những quý vị mà mua nhà nè, hay thực hiện những cái giao dịch và chuyển khoản wire ở trên mạng đó để mà chuyển tiền đó, thì phải hết sức là cẩn thận. Nếu mà nhận được những email mà liên quan đến công việc mà kinh doanh làm ăn của mình đó, thì quý vị hãy nhấc phone lên để hỏi xem là có thực sự là đối tác của mình đã yêu cầu mình là chuyển tiền hay không. Bởi vì bây giờ có những cái hacker mà họ xâm nhập vào email của những cái hệ thống công ty escrow, những công ty kinh doanh đó, họ có được cái địa chỉ email của khách hàng và họ yêu cầu thực hiện chuyển tiền trong những cái giao dịch, ví dụ như là mua bán nhà chẳng hạn. Người mua đến ngày mà đóng deal rồi, chuẩn bị là xong cái giai đoạn mà đóng escrow và nhận chìa khóa, chỉ cần chuyển tiền deposit, gọi là tiền down payment thôi, nhưng mà cuối cùng thì hóa ra lại là chuyển cho những cái bọn lừa đảo. Ngày hôm nay nữa thưa quý vị, chúng tôi lại đọc thấy một câu chuyện khác mà cái mức độ lừa đảo nó còn táo tợn hơn rất là nhiều, khi người ta trục lợi, người ta lừa đảo trên thân nhân, bà con, gia đình của những người đã khuất. Thưa quý vị, có nghĩa là gì? Trên Facebook á, xuất hiện những cái nhóm mà không biết bằng cách nào họ có được thông tin từ những cái chuyện cáo phó. Bởi vì những cái thông tin cáo phó thì được đăng trên khắp các cái phương tiện truyền thông, rồi trên Facebook, rồi được gia đình bà con chia sẻ. Và thế là kẻ xấu, thưa quý vị, họ thu thập thông tin để rồi sau đó đó họ sử dụng những cái email, những cái tài khoản và gửi đến cho những bà con họ hàng của người đã khuất. Ví dụ như có nhiều người đã chia sẻ lại trên tờ một cái website chuyên về công nghệ có tên là 404 Media. Họ kể là tôi vừa mới đi đám tang, vừa mới đi đám tang của nhân vật của bà con của tôi xong, thì cái cảm giác vẫn còn là bùi ngùi, vẫn là còn luyến tiếc, chưa có qua thì nhận được những cái tin nhắn trên Facebook á, và nói là click vào đường link này để coi cái livestream của cái lễ đám tang đó. Quý vị đọc thấy cái này thì chắc chắn là ai cũng nóng lòng muốn coi lại cái buổi lễ nó diễn ra như thế nào, và nhất là mình vẫn còn thương xót người thân của mình. Và thậm chí còn nói là đây á, cái hãy phải sign up, phải registration xong thì mới coi được cái livestream, để tránh là cái livestream này rơi vô những cái tay những người không có liên quan, họ sử dụng hình ảnh của gia đình hoặc là của những người lừa đảo. Thì người ta nghe, người ta thấy là có vài cái bước bảo mật như vậy thì có vẻ như chắc ăn lắm, và chỉ cần đăng nhập những cái thông tin đó vừa xong, click vào một cái đường dẫn và ngay lập tức đến một cái trang và nó nói là bây giờ hãy đóng tiền để mà giúp đỡ cho gia đình của người thân. Ví dụ như người cha mà đã khuất thì chúng ta đóng góp tiền để giúp đỡ cho những đứa con đỏ hỏn còn thơ dại ở lại trên cuộc đời này. Vậy nên bà con người ta đâu có tiếc. Họ sẵn sàng đóng góp để rồi sau đó mới biết rằng mình bị lừa. Mà số tiền lừa nó không có đơn giản thưa quý vị. Người ta nói là lên đến cả chục ngàn, thậm chí cả trăm ngàn từ những cái phi vụ lừa đảo như thế này. Facebook khi được cái trang web chuyên về công nghệ là 404 Media này phỏng vấn, thì Facebook nói là dĩ nhiên nếu mà ai đó, người dùng mà báo cáo là những cái trang này là lừa đảo thì chúng tôi sẽ block ngay, sẽ đóng ngay. Nhưng mà thử hỏi là có bao nhiêu người nạn nhân bị lừa biết rằng mình bị những kẻ xấu
lừa đảo từ những cái nỗi đau có rất là thật trong cái sự ra đi mất mát của bà con của mình. Cho nên quý vị hãy rất là cẩn thận với những cái tin nhắn, với những cái đường link mà nói là đăng nhập vô đây để được xem những cái hình ảnh. Và quý vị biết cái điều kinh khủng như thế này nè, ở cái thời buổi mà trí tuệ nhân tạo AI á, nó làm mọi thứ như là thật. Bây giờ trước khi quý vị nhớ lại cái câu chuyện mà ở bầu cử sơ bộ ở New Hampshire, khi mà người cử tri nghe được một cái đoạn voicemail mà giọng thì rõ ràng là của ông đương kim tổng thống Joe Biden, ông nói là mọi người đừng đi bầu phí, hãy đợi đến ngày tháng 11 đi, rồi hãy đi bầu và bỏ phiếu cho tôi và cho đảng Dân Chủ. Mọi người biết là nếu thực sự là ông Biden đưa ra cái thông điệp này đó, thì ông vi phạm cái luật bầu cử của liên bang rất là rõ. Nhưng mà cuối cùng find out ra thì đó là bằng người ta sử dụng cái công nghệ AI và sử dụng cái tiếng nói của ông Biden để mà trộn và tạo ra một cái thông điệp như vậy. Rồi trí tuệ nhân tạo còn thậm chí là chỉ cần có một cái khuôn mặt hình ảnh của chúng ta, họ có thể tạo ra những cái hình ảnh trần truồng, những cái hình ảnh sex nudity để mà lan truyền trên mạng xã hội, và thậm chí nó ảnh hưởng cả tụi nhỏ đang học ở trên trường học. Đó là cái lời cảnh báo mà cả thế giới, trong đó châu Âu, vừa đưa ra như là một cái tác hại, một cái tác động rất là nguy hiểm của AI. Trong câu chuyện này, không biết bằng cách nào mà những kẻ lừa đảo đã sử dụng AI để mà lấy hình ảnh của người quá cố là có thật, rồi họ trộn, họ mix, họ làm sao đó ra những cái hình ảnh như là những cái kỷ niệm mà những người còn lại thì người ta rất là muốn hồi tưởng quá khứ, và người ta click vô cái đường link đó để rồi chia sẻ, để rồi đóng góp cho những người ở lại, và cuối cùng là bị lừa. Cho nên từ cái lời cảnh tỉnh này, quý vị phải hết sức để ý trong cái việc là click vô bất kỳ đường link nào, hay là chuyển khoản, hay là cho vay mượn nợ. Tốt nhất là chúng ta phải hết sức là thận trọng, thưa quý vị. Và đó là những câu chuyện liên quan đến đời sống. Và trở lại với câu chuyện sức vẫn là một trong những cái tâm điểm rất lớn của tuần này mà chúng tôi có thưa ở phần trước. Đó là cái vụ án ở New York mà ông Trump thực sự cũng là rất là đau đầu để mà tìm đâu ra cho một cái số tiền mà vừa tiền phạt là 355 triệu đô la Mỹ mà vừa tiền lãi 9% một năm. Có nghĩa là mỗi ngày ông Trump mở mắt ra, nghe chim hót đầu ngày và nhìn mặt trời mọc á, một cái là biết là mình phải trả lãi cho cái câu chuyện gian lận tài chính ở New York mà Bộ trưởng Tư pháp Letitia James đã thành công và đưa ông Trump vào cái sự khó khăn như thế này đây. Mở mắt ra đầu ngày là thấy tiền lãi là hơn 80.000 đô la Mỹ. Cộng sơ sơ từ cái ngày thứ 6 mà ông chánh án đưa ra mức án phạt này cho đến thứ 4 tuần sau, ông Trump nợ tiểu bang New York là hơn 1 triệu đô la Mỹ, thưa quý vị. Và đó là lý do mà bên phía công ty Trump Organization và luật sư của ông đang cố điều đình với lại bên tiểu bang New York cũng như tòa là có thể từ từ chậm lại, trì hoãn cái ngày mà đóng phạt. Nhưng mà ông chánh án Egoron đã không đồng ý, chúng tôi đã thưa quý vị rồi. Nhưng mà nó có một cái diễn tiến mới như thế này. Trong vô số những cái biên bản để mà gửi ra tòa điều đình với bên công tố về cái chuyện đóng mức án phạt rồi lãi như thế nào, những cái bước mà trong sau khi mà tòa đưa ra phán quyết, thì bên công tố vào ngày hôm thứ Năm, chiều tối ngày hôm thứ Năm, họ đã nhanh nhẩu và gửi ra cho ông chánh án Egoron một cái yêu cầu như thế này, là tòa phải hết sức cảnh giác và để ý, phải có một cái động thái chặn đứng, không cho bên phía ông Trump có cái bước đi là ông chuyển một số những cái thực thể, công ty, một số những cái tài sản bất động sản của ông ghi danh thuộc về công ty Trump Organization. Nhưng mà thay vì trước giờ đó, nó thuộc về cái tòa nhà Trump Tower ở địa chỉ 725 đường số 5 Avenue ở New York, thì bây giờ trong những cái biên bản mà gửi ra tòa, không hiểu vì lý do gì mà luật sư của ông Trump lại thay đổi địa chỉ của 5 cái tổ chức, 5 cái công ty con và chuyển nó về là Florida. Và cái điều này thì bà Letitia James, bà cảnh giác, bà nói là có chăng là cái dụng ý là bắt đầu chuyển những công ty và những cái bất động sản về Florida thì để né tránh cái hình phạt này. Và bởi vì ngày hôm thứ Ba, cũng bà Bộ trưởng Tư pháp này, bà nói là bà đang nhắm nhía những cái bất động sản của ông Trump, ví dụ như cái cao ốc chọc trời, cao chọc trời của ông Trump ở số 44 Wall Street á, mà ngày nào bà cũng nhìn ngắm. Và bà nói chỉ cần ông Trump mà không trả được cái tiền phạt đó thì là New York sẽ siết ngay những cái bất động sản của ông. Thì ngày hôm thứ Năm cũng bà James
để yêu cầu tòa hãy tỉnh táo và chặn không cho ông Trump chuyển địa chỉ của một số cái bất động sản và công ty về địa chỉ là Florida để né cái hình phạt của tiểu bang New York. Đó là cái diễn tiến mới nhất. Cô luật sư của ông Trump, cô Alina Habba, vào ngày hôm thứ Sáu, trước những cái lời tuyên bố chắc nịch của bà công tố, bà Bộ trưởng Tư pháp Letitia James, cô Alina Habba đã cười rùi và nói rằng yên tâm đi, họ sẽ không có thành công đâu. Bởi vì họ đang đấu với ai? Họ đang đấu với một cái doanh gia cực kỳ là thông minh của nước Mỹ, đó là ông Trump. Và ông Trump cũng là một cái tổng thống vĩ đại nhất mà chúng ta từng thấy. Tôi không nghĩ là bà ấy có thể thành công trong việc hạ được ông Trump đâu. Chúng ta cứ chờ xem và chúng tôi sẽ kháng án lên tòa trên. Và để kháng án, thưa quý vị, thì ít nhất ông Trump phải đóng tiền bond và gần hơn 400 triệu đô la Mỹ. Không biết là ông xoay sở những cái số tiền lớn này như thế nào. Nhưng mà nhiều chuyên gia quan sát về những cái sự kiện về chính trị và cả pháp lý, họ nói rằng không khéo Alina Habba là một luật sư và rất là thân cận và bảo vệ ông Trump ngay tại tòa và thường xuyên đưa ra những cái mức cái lời tuyên bố mà đanh thép như thế này. Cũng Alina Habba đã từng bị ông tòa Egeron dọa là tôi bỏ tù cô á. Nếu như mà những cái thủ tục tiến trình pháp lý ngay tố tụng ngay tại tòa mà cô cứ lộn xộn, lưu siêu là tôi sẽ bỏ tù cô. Chắc quý vị nhớ câu chuyện này. Thì nhiều người cũng vào ngày thứ Sáu họ đưa ra, họ nói là Alina Habba phải rất là cẩn thận. Hãy nhìn những người đồng minh của ông Trump đi, đã từng bảo vệ ông Trump như thế nào. Ví dụ như ông Mike Lindell, chủ tịch của chiếc gối êm ái MyPillow, cũng là hăm hở đưa ra một cái lời thách thức. Ai mà chứng minh được là những cái dữ liệu về gian lận bầu cử của tôi đưa ra cho thấy là Trung Quốc đã can thiệp vào bầu cử năm 2020 và giúp cho Biden thắng? Ai mà chứng minh được là tôi sai đi, tôi đền cho 5 triệu, tôi treo thưởng 5 triệu. Cuối cùng có người chứng minh được và Mike Lindell không chịu trả. Và bây giờ mếu máo nói rằng không có tiền trả thì nhiều người nói Alina Habba phải hết sức cẩn thận. Rồi nữa, trong cái hồ sơ mà gửi ra tòa để khai phá sản của ông cựu luật sư Rudy Giuliani, bây giờ vướng trên vai một cái vụ kiện phỉ báng 150 triệu đô la Mỹ, tòa đã tuyên rồi. Rudy nói là giờ tôi không có tiền. Trong cái hồ sơ tài chính mình nộp ra tòa xin phá sản, người ta nhìn thấy mấy chục cái thẻ credit nợ mấy chục triệu đồng, rồi những cái án phạt trong án phạt. Rudy Giuliani, một cựu thị trưởng New York đã từng rất là thành công, với sự nghiệp chính trị cũng rất là lỗi lạc, để rồi bây giờ dính vô những cái con đường kiện tụng và với số nợ mà lên đến cả hàng trăm triệu như thế này, thưa quý vị. Đó là một cái lời nhắc nhở của những cái chuyên gia về chính trị và thời sự dành cho cô Alina Habba. Và khi mà nói chuyển sang một tin tức khác cũng liên quan đến New York, thưa quý vị. Vào ngày hôm thứ Năm, tòa kháng án ở New York vừa đưa ra một cái phán quyết, theo đó phủ quyết cái quyết định của Hội đồng thành phố New York vừa đưa ra vào năm 2021. Và sau đó thì ông thị trưởng Eric Adams đã phê chuẩn cái quyết định này và ông cũng ủng hộ với cái quan điểm rằng bất kỳ người dân nào mà sống ở New York á, thì đều có quyền bỏ phiếu cho những vấn đề của thành phố New York. Thì vào hôm thứ Năm, tòa kháng án ở New York thì họ không nghĩ như vậy. Họ nói rằng việc thành phố này cho phép những người sống ở New York nhưng mà chưa có quốc tịch được quyền đi bỏ phiếu cho những cái vấn đề của thành phố, điều đó nó vi phạm hiến pháp, nó vi phạm những cái luật về bầu cử ngay trong chính New York, chứ đừng nói gì đó là liên bang. Vì vậy họ nói là cái quyết định này của thành phố đã được đưa ra, rồi ông thị trưởng đã ủng hộ. Đây là một cái quyết định rất là sai, thưa quý vị. Ngay khi cái phán quyết của tòa kháng án đưa ra như thế này, thì những người mà nộp đơn là những cái chính trị gia bên phía đảng Cộng Hòa đó, họ vỗ tay, họ chia sẻ cái tin mừng này và họ nói là từ cái ví dụ nhỏ của thành phố New York thì để cho thấy là dân chủ, bên phía dân chủ đó, họ sử dụng những cái lá phiếu
của những người cử tri mà thậm chí không có quốc tịch, mà họ đòi là cho những người đó đi bầu, đi bỏ phiếu để mà quyết định những cái vấn đề rất là quan trọng của thành phố. Và hãy nghĩ cái bức tranh mà nó lớn hơn, đó là của cả nước. Thì đây là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải đấu tranh để loại bỏ cho bên của bên phía đảng Dân Chủ. Khoan nói là những cái lý lẽ này đúng hay sai, là bởi vì không có tiểu bang nào mà cho phép những cử tri mà không có quốc tịch đi bỏ phiếu cho những cái cuộc bầu cử quan trọng, bầu ra bộ trưởng, bầu ra thống đốc hay là bầu ra tổng thống chẳng hạn. Chỉ có là những cái quyết định mà cho phép những người dân local, dù là họ chưa có quốc tịch nhưng mà họ là thường trú nhân, họ có đóng thuế và họ được quyền có tiếng nói trong những cái vấn đề quan trọng của thành phố. Đó là ông quan điểm của ông thị trưởng Eric Adams. Tuy nhiên cuối cùng quan điểm này đã bị bác bỏ, thưa quý vị. Một câu, và nhân nói đến chuyện là bãi bỏ, bác bỏ một quyết định nào đó, thì chúng tôi cũng nhớ là vào ngày hôm thứ Năm, và chính xác là vào khuya ngày hôm thứ Năm, chúng tôi đọc thấy là bên phía ông Trump cũng gửi ra tòa tới tấp gần như là một chục cái thỉnh nguyện, một chục cái motion trong cái hồ sơ, không phải là hồ sơ New York mà là cái hồ sơ mật, tài liệu mật ở Mar-a-Lago. Quý vị nhớ là trong cái hồ sơ này nè, ông công tố viên đặc biệt Jack Smith truy tố ông Trump vì cái tội là giữ những cái tài liệu mà lẽ ra là phải thuộc về quốc gia, phải trả về cho cơ quan lưu trữ quốc gia. Nhưng mà ông Trump giằng co hơn 18 tháng trời, không chịu trả lại cho Bộ Tư pháp cũng như cơ quan lưu trữ quốc gia. Nó mới dẫn đến cái chuyện là FBI xin được cái trác tòa và đột nhập vào khám xét dinh thự Mar-a-Lago, lấy đi hơn 300 trang tài liệu mật. Câu chuyện đó nó đưa ông Trump vào cái vòng phải nói là rất là khốn đốn. Tới mức độ mà ngay trong tuần này xuất hiện trong cuộc phỏng vấn ở trên Fox News, người ta hỏi là sao ông không tránh đi, sao ông không trả đi, đơn giản là vậy thôi, để mà tránh những cái rắc rối. Nhìn thấy ông Pence xong, người ta cũng tìm thấy tài liệu mật, dẫu là nó không có khủng khiếp như là ông Trump. Ông Biden cũng tìm thấy tài liệu mật ở đây, ở đó, ở nhà riêng và ở văn phòng làm việc. Nhưng nó khác nhau giữa ông Mike Pence, ông Joe Biden và bên phía này là ông Trump. Đó là gì? Là chuyện hai người kia thì họ cam kết và họ hợp tác hoàn toàn để mà trao trả những cái tài liệu mật này. Còn ông Trump thì không. Vào ngày hôm thứ Ba, ông lại một lần nữa khẳng định tôi không có việc gì phải trả lại hết á, bởi vì tôi có đặc quyền của tổng thống trong cái đạo luật lưu trữ tổng thống, tôi không có việc gì phải trả lại hết. Và nhiều người nói cái lời khẳng định này một lần nữa của ông Trump sẽ được sử dụng làm bằng chứng trước tòa. Nhưng mà vào đêm thứ Năm, thưa quý vị, ông Trump lại gửi tới tấp ra những cái thỉnh nguyện và xin tòa là hãy vứt cái hồ sơ này vô sọt rác đi vì nhiều lý do. Trong đó có hai lý do chính mà chúng tôi đọc được. Thứ nhất, ông vẫn có cái đặc quyền hành pháp của một vị tổng thống, được quyền miễn trừ, không bị truy tố bất kỳ một cái án hình sự nào. Câu chuyện này ông viện dẫn từ cái vụ đảo ngược kết quả bầu cử và bạo loạn với bà chánh án Tanya Chutkan, cũng từng đưa lên tòa trên, rồi đưa lên tới tận tối cao pháp viện. Và bây giờ vụ hồ sơ mật, ông yêu cầu bà chánh án Eileen Cannon hãy vứt cái hồ sơ này vì lý do đó. Và lý do thứ hai là quan trọng hơn. Ông Trump nói là Jack Smith, công tố viên đặc biệt mà truy tố tôi, ông ấy đâu có tư cách hợp pháp. Ông Bộ trưởng Tư pháp, ông Merrick Garland đã bổ nhiệm Jack Smith một cách rất là sai trái. Thay vì phải qua Thượng viện được đề cử, rồi mới được thành công tố viên đặc biệt, rồi mới truy tố cựu tổng thống, thì Merrick Garland đã lạm quyền và bổ nhiệm cho ông Jack Smith như vậy, thưa quý vị. Và vì lý do đó, Jack Smith chỉ là một công dân hạng xoan, một công dân bình thường, không thể nào mà truy tố Donald Trump. Đó là quan điểm của luật sư của ông Trump. Tuy nhiên, chắc quý vị còn nhớ ông Bill Barr, ông cựu bộ trưởng tư pháp dưới thời ông Trump, cũng đã sử dụng quyền hạn của một bộ trưởng tư pháp và chỉ định ông công tố là John Durham điều tra là liệu cái vụ mà FBI cứ miệt mài đeo đuổi điều tra là Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ và có liên quan gì đến chiến dịch tranh cử của ông Trump hay không. Bill Barr lúc đó là bộ trưởng tư pháp cũng đã sử dụng quyền hành của một bộ trưởng và chỉ định công tố viên y chang như ông Merrick Garland chỉ định ông Jack Smith. Và Hoàng Vy xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại.
Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5. Thưa quý vị, lại liên quan đến nhân vật là đương kim Tổng thống Joe Biden. Thì quý vị biết là trong tuần này nè, cũng rộ lên câu chuyện là hóa ra nhân vật mà bên phía đảng Cộng Hòa, hai ủy ban giám sát và tư pháp Hạ viện đã rất là trông ngóng và đặc biệt là đặt hết tất cả những cái hy vọng là cho là đây là nhân chứng ngôi sao trong cái việc mà điều tra luận tội và truất phế ông Joe Biden. Đó là ông Alexander Smirnoff, chúng tôi đã thưa quý vị rồi. Và cuối cùng nhân vật này sau một cái thời gian rất là dài khai là ông Biden đã từng tham nhũng ăn 5 triệu đô la Mỹ của tập đoàn Burisma đó, để rồi sử dụng những cái quyền hành của mình và giúp cho công việc kinh doanh của tập đoàn này. Thì đây là một nhân chứng một lần nữa đã từng được ông Jim Jordan xuất hiện trong cái cuộc phỏng vấn vào hồi tháng 6 năm ngoái, đã từng tuyên bố nhân chứng rất là quan trọng với lời khai đáng giá ngàn vàng. James Comer cũng vậy. Và nay biết ra, ngã ngửa ra là nhân vật ông Smirnoff này là một nguồn tin giả, một nguồn tin dỏm. Mật báo viên này thậm chí đã từng liên lạc với nhiều đối tượng là lãnh đạo tình báo, là gián điệp của Nga. Ông Smirnoff đã chính thức khai với bên phía Bộ Tư pháp, và do ông công tố viên đặc biệt David Weiss, một người do cựu Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm để bắt đầu cuộc điều tra Hunter Biden, con trai của ông Joe Biden, từ năm 2018 cho đến nay, thưa quý vị. Nhưng mà sự việc thì nó không dừng lại đó. Vào hôm đầu tuần này thì ông Alexander Smirnoff đã bị bên phía FBI bắt giữ. Nhưng mà khi ra tòa, sau khi bên công tố truy tố hết tội danh đó, thì tòa là chánh án Daniel Abrex ở Nevada vào hôm ngày thứ ba đã cho ông này tại ngoại sau khi đóng tiền bond đó, và với một số cái điều kiện rất là nghiêm khắc, ví dụ như ông phải đeo cái GPS để mà giám sát là nhất cử nhất động của ông này, rồi thậm chí là ông phải nộp hai cái passport để mà không có được là trốn ra khỏi nước Mỹ. Thì cái chuyện đó tưởng là xong rồi, nhưng mà ông David Weiss, một lần nữa là công tố viên do chính ông Trump bổ nhiệm và là đang truy tố Hunter Biden ra tòa đó, thưa quý vị, thì bên phía công tố họ không có hài lòng về cái phán quyết này. Họ nói rằng bây giờ sơ sơ trong tài khoản của ông này thôi á, là thấy là khoảng 6 cho đến 10 triệu đô la Mỹ. Và ông này thì có những cái mối thân tín với khắp nơi, từ mafia cho đến gián điệp của Nga. Cho nên việc mà ông này mà bỏ trốn ra khỏi nước Mỹ đó nha, thì sẽ có những cái tác hại khôn lường. Vì lý do đó mà bên công tố vào ngày hôm thứ Năm đã xin được một cái trác của tòa, thưa quý vị, mà lần này á, ông chánh án liên bang có tên là Otis Bright đã ký cái trác này và cho phép là công tố viên David Weiss bắt giữ ông này lần thứ hai, cũng ngay tại Nevada. Luật sư đại diện cho ông Smirnoff thì nói, ủa gì kỳ vậy? Tại sao mà chánh án khác thì đã phóng thích rồi và đưa ra một số cái điều kiện để mà giám sát ngặt nghèo như vậy, nhưng mà bây giờ bên phía Bộ Tư pháp lại làm quá trớn, lại bắt giữ người này lần thứ hai, và họ đang kháng cái lệnh mà bắt giữ như thế này. Nhưng mà bên công tố thì họ chắc nịch, là họ nói là ông Smirnoff này không thể nào mà ở ngoài nhà tù được hết. Từ đây cho đến lúc mà đưa ra xét xử và có cái bản án chính thức thì ông ấy phải bị giữ ở trong nhà tù, bởi vì ông ấy có liên quan đến gián điệp Nga với những cái thông tin tình báo và với lực lượng tình báo nó rất là nguy hiểm. Đó là câu chuyện liên quan đến Smirnoff, một lần nữa ngôi sao, nhân chứng ngôi sao của bên phía đảng Cộng Hòa đã hy vọng sử dụng để mà luận tội truất phế ông đương kim Tổng thống Joe Biden. Ngày hôm nay chúng tôi đọc được ý kiến của một nhân vật, thưa quý vị, là một người Cộng Hòa, một dân biểu Cộng Hòa đang ở trong Hạ viện, ở trong Quốc hội Liên bang của Hoa Kỳ đó, đó là ông Ken Buck. Dân biểu Ken Buck ngày hôm nay có cái ý kiến như thế này nè. Tôi, trước khi mà tôi bước vô đây để tôi làm dân biểu, thì tôi có 25 năm làm công tố. Và ngay từ đầu tôi đã cảnh báo những người đồng viện của tôi rồi, là không thể dựa vào chỉ có một lời khai của một cái nguồn mật báo mà chúng ta chưa có điều tra, chúng ta chưa có xác minh. Và FBI đã nhiều lần nói rằng họ điều tra những cái gì mà ông Smirnoff này nói rồi trong cái form FD-1023, và có những cái điểm mà họ thấy là nó không có đáng tin, không có sử dụng được. Vậy mà những người đồng viện của tôi, như là ông James Comer, chủ tịch ủy ban giám sát, và ông Jim Jordan,
Chủ tịch Ủy ban Tư pháp đã vội vã sử dụng cái nguồn tin này và đi ra loan báo cho cả thế giới, cho thiên hạ được biết. Và người dân người ta cứ tin rằng đây là cái nhân chứng rất là quan trọng. Nhưng mà rồi cuối cùng, hóa ra Smirnoff một lần nữa khai với FBI tất cả là tin giả hết. Tất cả là những cái tin ngụy tạo hết. Đó là lời của ông Ken Buck, thưa quý vị. Và ông nói là tôi đã cảnh báo những người đồng viện nhưng mà họ không nghe. Và tôi cũng hoài nghi rằng với cái cuộc điều tra luận tội để mà truất phế ông Biden mà được tiến hành như thế này đây, không có bất kỳ một cái bằng chứng nào backup á, thì tôi không nghĩ rằng là ông James Comer và ông Jim Jordan đi được bao xa. Đó là một dân biểu Cộng Hòa, ông Ken Buck này nói phát biểu nha thưa quý vị, với kinh nghiệm 25 năm làm công tố. Nhưng mà có một ý, để mà nói được cái điều này đó, thì Ken Buck cũng tuyên bố là nhiệm kỳ sau tôi không tranh cử nữa, tôi về hưu. Tôi không làm dân biểu nữa, bởi vì Hạ viện bây giờ đã bị hư rồi, đã bị vỡ rồi, tức là không có sửa được nữa. Đó là lời của ông Ken Buck. Nhưng mà có một cái câu chuyện này cũng liên quan đến một nhân chứng khác, cũng được cho là nhân chứng ngôi sao trong cái việc đưa ra những cái lời tố cáo đối với ông Tổng thống Joe Biden tham nhũng. Một lần nữa, to be fair, chúng tôi nhiều lần nói với quý vị rằng ở cái thời điểm này không ai có thể cam kết chắc nịch rằng ôi ông Biden là ông trong sáng hoàn toàn, ông ấy là một người tốt, ông ấy là một tổng thống tốt. Chúng ta không dám nói được điều đó. Làm sao chúng ta có thể hiểu được một chính trị gia mà hoạt động lâu năm? Chúng ta không biết được những gì ông ấy làm, nhưng chúng ta có thể chắc chắn một điều rằng tính đến thời điểm này, Đảng Cộng Hòa ở Hạ viện chưa đưa ra được dù chỉ một bằng chứng để mà phục vụ cho những cái lời tố cáo nói rằng ông Biden tham nhũng. Nếu như James Comer vẫn trong tuần này tiếp tục nói tôi sẽ follow the fact, tôi sẽ theo cái dòng dữ kiện và những cái thực tế của nó và tôi sẽ tìm ra, good luck James Comer. Và người dân Mỹ rất là mong được nhìn thấy những cái chứng cứ đó, nhất là cuộc bầu cử tổng thống đang ngày càng đến gần. Nhưng nếu không mà chỉ có những cái lời tố cáo, sau những cái lời tố cáo thì ông James Comer, ông sẽ tự làm khó cho mình trong cái phương diện là người ta nói một lần bất tín, vạn lần bất tin. Trở lại câu chuyện này, thêm một nhân chứng sống nữa thưa quý vị, đó là ông Tony Babulinski. Ông này đó là đã từng là đối tác làm ăn với lại Hunter Biden. Rồi sau đó không biết vì sao cơm lành canh ngọt và ông Babulinski quay xe ra và thường xuyên chỉ trích là cha con của ông Biden. Trong đó cái lời tố cáo mà nói rằng là ông cha đó xuất hiện trong những cái phi vụ làm ăn rồi bàn soạn và có can dự rất là nhiều vào chuyện của Hunter với các cái đối tác nước ngoài. Nghe qua lời khai của một trong những người đã từng là đối tác của Hunter Biden, nghe thì nó có vẻ cũng ghê ghê, nó cũng vẻ có cái trọng lượng của nó đó. Nhưng mà theo thời gian thưa quý vị, những nhân chứng khác đã được vời ra Hạ viện, như ông Walker, cũng một đối tác khác của Hunter, thì nói là Babulinski là một tay không có đáng tin. Nhưng mà thôi, những người nói qua, những người nói lại và thị phi và mây mờ quá nhiều. Nhưng đây là câu chuyện mà chúng tôi đọc được ngày hôm thứ Sáu. Quý vị nhớ là cô nhân viên, một giới chức ở Tòa Bạch Ốc dưới thời của cựu Tổng thống Donald Trump là cô Cassidy Hutchinson. Cô này đã từng ra điều trần tại Quốc hội và khai về những diễn biến tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 6 tháng Giêng. Trong đó ví dụ như cô nói là trời ơi, chúng tôi đã năn nỉ, thậm chí là ông Mark Meadows rồi Ivanka Trump đã nhiều lần đốc thúc ông Trump, cựu tổng thống, hãy đưa ra cái thông điệp gì đó đi, kêu gọi những người biểu tình hãy dừng lại đi. Nhưng mà sau nhiều lần thuyết phục, ông Trump vẫn vững như đồng và không có bất kỳ một cái động thái nào hết. Đó là lời khai, một trong những lời khai của Cassidy Hutchinson. Và thậm chí đó, cô đã thay đổi luật sư luôn, không có giữ luật sư mà ông Trump chỉ định. Ông Trump giúp có luật sư để mà ra điều trần trước Quốc hội. Cô tự bỏ tiền túi ra và thuê luật sư đại diện cho mình để ra Quốc hội, bởi vì cô không muốn có bất kỳ một cái áp lực nào đến từ phía ông Trump để cô thoải mái và đưa ra những cái sự thật. Ngày hôm nay có một cái câu chuyện như thế này.
luật sư của Cassidy Hutchinson đã gửi một cái lá thư kèm theo bằng chứng gửi cho Hạ viện. Trong đó có ông chủ tịch Hạ viện như là ông James Comer, có thành viên của Ủy ban giám sát như là bên phía Dân Chủ như là ông Jamie Raskin. Và cô nói như thế này nè, ông Tony Bobulinski, trong cái phiên điều trần liên quan đến cái cuộc điều tra luận tội và truất phế Biden, ông Bobulinski có đưa ra một cái lời tố cáo cho rằng những gì tôi viết trong cái cuốn sách có tên là Enough nói tôi đưa ra những cái lời dối trá và tôi là một cái nhân vật lừa đảo. Theo lời luật sư của cô Cassidy Hutchinson, đây là những lời phỉ báng danh dự cá nhân tôi. Ông Bobulinski, người chỉ trích ông Biden tham nhũng, đã nói gì trong phiên điều trần, thưa quý vị? Là nó dựa vào một chi tiết trong cuốn sách của cô Hutchinson đã từng viết rằng trong một sự kiện đi vận động tranh cử ở Georgia, cô nhìn thấy ông Mark Meadow, cựu chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc dưới thời ông Trump, đã có bắt tay ông Bobulinski, nhân vật mà sau đó đã tố cáo Joe Biden tham nhũng. Và trong cái cuộc bắt tay đó, ông Mark Meadow đã đưa cho ông Bobulinski một cái phong bì, một cái envelope. Và Bobulinski dĩ nhiên là phủ nhận điều này, xuất hiện trong cái phiên điều trần vào tuần trước và nói rằng Hutchinson này nói láo và đây là một cái người lừa đảo. Tôi không có hề gặp Mark Meadow. Và cô ấy viết gì? Cô ấy viết là trong cuốn sách là ngày hôm đó tôi đeo khẩu trang hả? Chuyện đó là một chuyện dối trá. Ngày hôm nay trong lá thư gửi về cho Hạ viện, Ủy ban giám sát, luật sư của Hutchinson có trưng ra một cái bằng chứng. Đó là tấm hình chụp mà Hutchinson đã lén chụp hai nhân vật này là ông Mark Meadow và ông Bobulinski. Và trong đó cái tấm hình mà đã được truyền thông dẫn lại trong cái bóng tối nhập nhoạng thì khó có thể thấy là hình ông Bobulinski stand out nổi bật ra. Nhưng mà luật sư của cô Hutchinson nói rằng rõ ràng trong tấm hình này là ông Bobulinski là đang đeo khẩu trang màu đen và đội nón màu đen, đúng như những gì mà cô Hutchinson mô tả. Và vì vậy cô nói rằng cô yêu cầu ông Bobulinski phải rút lại những cái lời của mình đã phỉ báng cô ngay trong cái phiên điều trần ở Quốc hội, rằng những gì cô đã khai là những điều dối trá. Nhưng mà từ sau cái câu chuyện đó, thưa quý vị, sau cái câu chuyện đó thì người xem, người theo dõi, người ta mới nhận ra một điều gì? Đó là ông Bobulinski, nhân vật mà tố cáo là ông Joe Biden tham nhũng và được bên phía đảng Cộng Hòa xem như là một trong những cái nguồn nhân chứng rất là quan trọng. Vậy mà Bobulinski cũng có những cái mối quan hệ và có những cái giao du và có những cái sự kiện đã cùng xuất hiện với lại ông cựu chánh văn phòng của ông Trump là ông Mark Meadow. Đó là một cái điều. Đây, tấm hình này thưa quý vị. Và ông Bobulinski được cho là đang đeo khẩu trang và cô Hutchinson đã gửi đến như là một bằng chứng để mà giải oan cho mình. Thì nói tóm lại, từ những cái sự kiện này là những nhân vật mà tố cáo ông Joe Biden tham nhũng đến giờ này nhé. Ông Smirnoff thì được cho là đã can dự và qua lại với lại tình báo Nga. Và những cái gì mà ấy tố cáo là những thông tin do Nga đã mớm cung cho ông Smirnoff. Rồi ông Bobulinski, một đối tác của Hunter Biden, thì bây giờ những cái hình ảnh và cả những cái lời tố cáo ngay của chính giới chức trong Tòa Bạch Ốc là cô Hutchinson cũng nói rằng Bobulinski đã từng xuất hiện với lại ông cựu chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc Mark Meadow. Đó là những cái chi tiết mà người ta rút ra được từ những cái sự kiện qua lại như thế này, thưa quý vị. Và chuyển sang một tin tức khác liên quan tới một cái vụ truy tố ở Georgia. Quý vị biết là vụ bà chánh biện lý Fannie Willis truy tố ông Trump và những người đồng phạm của mình đó. Câu chuyện này tưởng như đó là một cái thế vô cùng khó cho ông Trump và những đồng minh của ông, bởi vì đây là một vụ truy tố về hình sự và lẽ ra bà Fannie Willis đã xuất hiện trong dư luận đó như là một công tố rắn rỏi và sắc sảo và cũng chém đá chặt sắt và đi đến đường cùng, đang đi băng băng bị khựng lại bởi những lời tố cáo của luật sư của bên phía ông Trump và đồng phạm của ông,
cho rằng Fannie Willis vi phạm về quyền lợi, mâu thuẫn về quyền lợi vì đã bổ nhiệm người tình của mình là ông công tố viên Nathan Wade. Thế thì chúng ta thử hình dung, thay vì cái spotlight là tập trung vô cái vụ đảo ngược kết quả bầu cử ở Georgia và việc là ông Trump sẽ bị truy tố như thế nào và rắc rối sóng gió ra sao, thì bây giờ toàn bộ sự tập trung chú ý lại khoanh vùng vào bà Fannie Willis với cái chuyện tình ái của bà và ông công tố viên Nathan Wade. Trong tuần vừa rồi chúng tôi có thưa quý vị diễn ra rất nhiều những cái phiên điều trần để mà bà Fannie Willis và chính công tố viên Nathan Wade mới kể lại là ô, mối quan hệ tình cảm của chúng tôi chỉ có sau khi mà ông Nathan Wade được bà Fannie Willis mời vào cái vị trí trong cái team mà truy tố ông Trump. Nhưng mà những cái bằng chứng và lời khai của bên phía ông Trump đưa ra thì nó ngược lại. Ngày hôm nay, thưa quý vị, luật sư của ông Trump đã gửi ra tòa một cái bằng chứng mới và xin tòa là hãy xem xét. Họ có những cái nhà điều tra độc lập và họ xem những cái đầy đà dữ liệu điện thoại của ông Nathan Wade cho thấy là từ năm 2021, ông đã có hơn 30 lần đến nhà riêng của bà Fannie Willis và ở lại đó và cho đến tận về sáng mới trở về nhà. Với những cái bằng chứng đó, bên phía ông Trump cho rằng là như vậy thì hai công tố này nói dối, mối quan hệ này đã có từ trước và bà Fannie Willis đang sử dụng cái cuộc truy tố của ông Trump để mà trả lương cho người tình của mình. Thì ông tòa McAfee sẽ lắng nghe về những cái điều này và sẽ đưa ra phán quyết trong thời gian sắp tới. Nhưng mà như chúng tôi nói, có lẽ nhiều người nghĩ rằng điều tốt nhất là ông tòa hãy nên đẩy bà Fannie Willis để mà tránh những cái thị phi cho cái vụ truy tố đối với cựu Tổng thống Trump. Bởi vì bây giờ người ta không còn quan tâm tới câu chuyện này nữa, câu chuyện truy tố ông Trump nữa, mà dành toàn bộ sự chú ý vào Fannie Willis và ông Nathan Wade. Nó sẽ làm sao lãng đối với bồi thẩm đoàn. Và cái điều cuối cùng nữa, thưa quý vị, là cũng trong ngày thứ Sáu, bên phía luật sư của ông Trump và truyền thông cánh hữu đã loan báo một cái tin là chính ông chánh án McAfee đã từng đóng góp cho cái quỹ tranh cử của bà Fannie Willis khi mà ông còn ở trong Bộ Tư pháp và bà ra tranh cử để được làm chánh biện lý của quận hạt Fulton County. Ông tòa McAfee, người đang xử cái hồ sơ này đây, đã đóng góp $150. Và thế là bên ông Trump nói, ô, như vậy thì kể cả ông tòa mà xử cái vụ này, ông cũng rất là thiên vị và ông đảng phái, ông đóng góp cho bà Fannie Willis nè. Như vậy thì không còn cái sự công tâm. Nhưng mà ngay lập tức, thưa quý vị, những người đã theo dõi cái câu chuyện này và họ nói là cái lời cáo buộc của bên phía ông Trump vậy là sai rồi. Là bởi vì ông McAfee lúc mà ông đóng cái tiền $150 này nè, ông còn chưa phải là chánh án ở quận hạt Fulton County và ông chỉ là một công tố ở trong Bộ Tư pháp và không phải như bên phía ông Trump nói. Ô, như vậy thì McAfee khi còn là công tố của Bộ Tư pháp Biden đã đóng góp tiền cho bà Fannie Willis. Mà thực tế câu chuyện này diễn ra vào hồi tháng 6 năm 2020. Lúc đó, ông McAfee đang là công tố trong Bộ Tư pháp của cựu Tổng thống Donald Trump. Như vậy thì ông không có dính dáng gì đến ông Joe Biden hay Bộ Tư pháp dưới thời Biden. Và vì vậy, những cái khoản đóng góp này hoàn toàn là không có bất cứ những cái mâu thuẫn gì về quyền lợi. Thì đó là những cái thông tin bên lề. Nhưng nói gì thì nói, nó đã làm sao nhãng một cái vụ truy tố hình sự ở tiểu bang Georgia. Và vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.